Chào mọi người, hôm trước mọi người đã theo dõi video của Phúc chưa? Sau khi có phòng riêng, con gái của Phúc rất vui. Nhưng Phúc vẫn đang thắc mắc là không biết liệu tường thạch cao Gyproc Habito còn có thể làm được những gì? Nào, các bạn hãy theo chân Phúc để cùng thách thức khả năng của tường thạch cao nhé. Đầu tiên là khả năng cách âm chịu ồn. Đây thực sự là điều Phúc vô cùng quan tâm. Nhiều khi về nhà rất cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng nào là hàng xóm tiệc tùng, karaoke, nhức hết cả đầu. Hãy cùng xem khả năng của tường thạch cao Gyproc Habito cách âm đến đâu nhé. Chà, đúng là cách âm chống ồn rất tốt. Tiếp tục đến với thí nghiệm thứ hai nào. Cậu con trai nhà ông Phúc cực kỳ hiếu động mà bé toàn quậy trong nhà không. Lúc thì banh bóng, lúc thì banh tạ. Không biết tường thạch cao này có đủ bền chắc hay không? Hãy cùng xem thí nghiệm thứ hai nhé. Vậy là yên tâm rồi nhé. Gyproc Habito, thạch cao chất lượng Pháp, đẳng cấp của nhà vô địch.